Thôi bây giờ chứ để anh kiếm bài, anh lấy cho bài em nghe, bài để ráng hát không được đâu. Ok, ta sẽ đổi nhạc nhé. Anh sẽ hát tặng em một bài trước khi hết buổi chiều ngày hôm nay. Đi sơ tay. Có thể im lặng được không? Trong ký ức anh khi ấy lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung, rồi từng ngày trôi qua trong thâm tâm bỗng trông nhận ra ấm áp tràn về mỗi lúc khi em đến ngày hôm ấy. Một người đang đứng gần ngay kế bên, vội cầm bàn tay em, lôi đi nhanh trước mắt của anh lung lay, mơ dần rồi biến mất. Khi lần khi anh thấy em cười, nhiều lần nước mắt rơi xuống ướt nhòa, dằn lòng mạnh mẽ đi kế bên và muốn nói đừng buồn một người không nhớ đến ta. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên nữa, đừng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại, phía sau sẽ mới đến đang kề cạnh ta lúc đầu. Tình yêu nhiều khan thường, đôi lúc ta thật kiên cường, nhiều người tranh mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Hay không? Nhạc hơi bị hay, hát hơi bị hay. Và bây giờ chắc là chẳng được comment với nhau. Hát bài tình yêu như cái lòng có hết anh ở trong lòng. Mọi người sợ ba kìa. Chẳng phải, mẹ không có bác chẳng phải. Từ từ Tụi bia. Trời ơi, gì cơ mà nó chạy, trời nó chạy. Em có cảm thấy vui khi được nghe anh hát không? Em có cảm giác có tính chất giải trí không? Yeah. Ta hẹn em vào ngày mai nhá. Hẹn gặp lại em ngày mai. Xin chào mọi người nhá, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhá. Hẹn gặp mọi người vào 6 giờ đêm mai tại kênh này. Bye bye mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho buổi tối nay. Bye bye mọi người. Bye. Dạm xéo, bye, bye.